Xin chào các bạn. Xin chào cô chú. Hôm nay Hải Đăng không chạy xe nên ở nhà, rồi dẫn mấy nhỏ ra ở sau cái ao mình nuôi cá sau lưng mấy nhỏ này các bạn. Cá này cũng lớn hết rồi. Dẫn mấy nhỏ ra câu cá vô nấu canh chua ăn bún buổi trưa các bạn. Giờ các bạn với mình câu cá nha. Đây các bạn, mồi câu cá của mình nè, là có cơm nè, cám. Mình bóp lên cái mình trộn thực phẩm cá vô, cho nó nghe mùi thực phẩm nó mới ăn các bạn. Đó. Bỏ vô miếng nước, bóp lên. Rồi bo tắt nước đi bạn. Mình trộn thực phẩm vô nó nghe mùi thực phẩm nó mới ăn, chứ lại nhiều khi mùi cơm với cám nó nghe lạ mùi nó không ăn. Mình bóp cho nó dính lại. Đây các bạn, đây là cây cần câu của mình đây. Làm cái cần câu kinh khủng không? Đó. Rồi mình móc mồi vô ha. Rồi đây. Mình bóp mồi lại. Giờ mình cho cá ăn mình mới câu được các bạn ơi, để nó quản. Bỏ xuống dít liền. Bỏ xuống đây. Có cá là ăn gì? Cá không được, bộ tháo. Cái gì cô? Rồi. Cái hồ. Nhát luôn kìa, thấy không? Thêm một con cá. Ồ, cá này trên ký nè các bạn. Các bạn. Nhát các bạn, mình vô vụ cho nó dạng lại. Nhặt cá nè các bạn. Thống con cá. Cá nó khôn chưa? Cái nó quả. Chơi trúng một con. Chơi trúng được một con mồi rồi mà cái điều là quậy dữ quá. Có mũi không vô qua? Sợ rồi. Mấy này sợ rồi nhé. Nhét vô bụng hết rồi. Quá dễ. Sao mà nhỏ vậy sao? Thấy con này không mà?
Được, con này bự rồi. Vô. Ủa con nữa, con Tháo. Không. Khôn quá các bạn. Cầm con nó không ăn nữa luôn. Ủa, đi dính. Ê. Mấy vậy ta? Wow. Con yếu quá. Con này quẩy mạnh hơn con cái con kia nữa. Nó thầy. Nó quẩy. Con này cả ký các bạn. Đúng rồi. Hơn bằng tay người ta luôn. Ký á. Hơn bằng tay. Con này là hơn ký. Nó các bạn được ba con này, ba con bự lắm nha. Ký trở lên hết á. Giờ mình lấy ba khúc đầu mình nấu anh chua. Anh chua rau muống các bạn ơi, mùa dịch. Hết sảy. Đây các bạn. Cá giờ mình đã làm sạch rồi. Giờ mình nấu nồi lẩu cá tra ha các bạn. Đó. Đây mình cũng có chuẩn bị rau muống ở đây. Mình ăn với bún ha. Bún đây. Giờ mình phi dầu lên. Giờ mình phi dầu cho thơm, mình bỏ cái vô mình xào sơ, cái mình bắt đầu chế biến nha các bạn. Rồi giờ bắt đầu mình phi mỡ lên nha các bạn. Phi mỡ lên rồi mình xào sơ cho con cá, mình cử mùi tanh của con cá các bạn. Cái mình nấu nó khoảng chín khoảng 60-70% mình vớt ra được rồi. Dầu nóng cái mình bắt đầu đây tô cá bự luôn các bạn, bạn thấy nhiều lắm á. Cái mình chế nước cho mình nấu luôn. Nhưng mà khoảng cá chín khoảng 60-70% mình nhớ cá ra rồi để nó nhừ cá. Khi nào mình ăn rồi bắt đầu mình bỏ vô lợn mình nấu chín lên các bạn. Rồi tới đây các bạn, bỏ vô. Nồi luôn các bạn thấy không? Mình xào sơ cá này vô dầu á. Cho ấy. Nó mẻ. Lấy mẻ một con. Để mẹ lấy. Thơm quá. Mình qua nghe thơm chưa? Tại giờ nó săn săn sạch ngoài hết các bạn. Cái này mình chế nước chưa?
mình chế nước vô nha các bạn. Cá săn rồi mình chế nước vô. Rồi, cắt 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 thôi. Là đậu khổng lồ. Đây, bà xã đang sắc ếch. Ớt lát mình niêm các bạn. Đây, bà xã làm mắm xong rồi. Này rau mình nấu mẻ, mình niêm lá quế nha. Dĩa lá quế luôn. Đây, mẻ của mình đây. Sôi rồi các bạn. Đây, mình tiến hành mình vớt bọt ra ha. Mình vớt bọt ra, cái mình vớt cá ra là vừa. Vớt bọt ra xong rồi mình vớt cá ra là vừa rồi các bạn. Giờ mình tiến hành vớt cá ra nha các bạn. Để cá chín nó rụng không ngon. Này bây giờ nó muốn chín luôn rồi. Đây. Mình vớt phần thịt thôi, còn cái đầu thì mình chừa lại. Đấy, thịt nó dễ rã lắm. Đây, các bạn thấy chưa, dĩa cá của mình đây. Đây, mình đem cá ra đây các bạn. Đó, lát nữa mình ăn của mình bỏ vô lại cho nó nóng. Vậy anh chín thêm, giờ là cá này cũng vừa chín nè. Đẹp quá các bạn ơi, ngon quá. Giờ đầu tiên mình bỏ mẻ vô nha các bạn. Đây là mẻ nè. Cảm ơn anh nha. Bỏ mẻ vô mình rây xuống. Đây nhìn mẹ nó nhừ, nó có độ chua. Mình rây nước mẹ xuống các bạn. Nó lão chua thì mình làm cho nó chua chua đi, rồi lát mình nêm lại. Chứ mình ít quá nó thiếu độ chua. Rồi kế tiếp là mình bỏ muối, mấy cái phơi muối đi. Rồi mình sẽ cho nó một muỗng cà phê hạt nêm, muỗng rưỡi đi các bạn, muỗng cà phê bột ngọt, đường thì hơi nhiều ha, đường hơi nhiều tại mẹ nó chua đó. Mình bỏ cá khá đường đi rồi bắt đầu mình nêm lại các bạn. Đó, quậy sơ cho hỗn hợp này ấy đi, là mình thử vừa ăn chưa. À, nước lẩu mình nấu bằng mẻ, nước nó trắng này các bạn, trắng thơm, mẻ bắp lên thơm. Đầu giờ mình cho thêm ớt vô ha. Có người đói bụng rồi, chờ ăn mà đói bụng luôn đó. Mình cho ớt vô, đậu chua. Đậu chua là phải chua. Mình cho trước mắt mình cho ớt với lại miếng rau đen vô đi. Lát nữa mình cho thêm sau. Bạn thấy không, nó hấp dẫn rồi, hấp dẫn rồi. Rồi giờ bắt đầu múc ra các bạn ơi. Bạn thấy hấp dẫn chưa? Giờ bắt đầu mình múc ra nha. Đây các bạn, xong rồi.
nó dây cá mình đây. Rau bún, lẩu, nước mắm cay và nước mắm không cay cho mấy đứa nhóc. Bây giờ mời cả nhà dùng chung với nhà mình luôn nha. Đó. Nồi lẩu chua, cá tra. Rồi, bắt đầu bỏ cá vô nha các bạn. Lẩu rồi phải có ớt cho nó ấy, cho nó thơm. Ớt nhiều mới ngon. Cá, trời ơi, hết ý luôn, ngon quá. Thịt cá vàng này, mỡ vàng tươi. Bỏ cái đuôi nữa. Có đầu có đuôi luôn, cho nó trọn bộ. Rồi, để ăn hết đi, bỏ nữa, đầy nồi à. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi, mời cả nhà dùng nha. Lẩu chua, cá tra nhà luôn. Đây, mấy đứa nhỏ nó gấp bún chén nó chờ sẵn rồi. Đâu, mấy đứa mời cô chú coi. Xin mời cô chú dùng lẩu với tụi con. Rồi, mời các bạn dùng lẩu với gia đình mình nha. Đây. Dạ, đi vàng. Rồi, bắt đầu giờ dùng bữa nha cả nhà. Đây các bạn. Thôi video tới đây Hải Đăng xin tạm dừng nha các bạn. Xem video các bạn nhớ cho Hải Đăng xin một like ha.
một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha các bạn, để có động lực làm các video sau. Thôi video tới đây Hải Đăng xin kết thúc. Bye bye các bạn.